Let's go! Ôi trời, có chuyện gì với Lucy và Casper thế này? Tất cả đều là của tôi. Các bạn có đoán được Goofy cùng hai em đang chơi trò gì đây không? Vì chút xích mích nhỏ mà Casper và Lucy không nhường nhịn nhau một chút nào. Chỗ này là của tớ rồi nhá. Được thôi, vậy bên này sẽ là của tớ. Nhỏ có bao giờ tranh giành với bạn bè của mình như Lucy thế này không nhỉ? Bây giờ làm sao cậu rời khỏi đó được? Casper vốn luôn vui vẻ và hòa thuận với nhau như vậy cơ mà. Làm đúng không nha. Nào? Tớ cũng có lỗi. Ôi trời! Là thật hay giả? Nếu các con đoán được đâu là chiếc bánh thật thì sẽ được ăn nó. Đó là điện thoại thật. Đây là bánh ạ. Hãy đoán cùng các bạn nhỏ nào. Chuẩn luôn. Là bánh chắc luôn. Làm thế nào để bọn mình nhanh hơn đội kia mà vẫn đoán chính xác nhỉ? Bọn tớ cứ làm nhiều bánh. Cậu có bảo bối gì giúp bọn tớ đi? Có cái này, có thể biến mọi thứ thành bánh đấy. Đi tớ quay lại sau nhé. Bye. Đó là gian lận đấy, Goofy ơi. Là thật rồi. Chắc chắn nó là bánh thôi.
Cho tôi bắn thử với. Ôi không, rắc rối to rồi. Thì vòng tiếp theo mau lên, vào đi nào. Anh Bufo đâu rồi à? Bufo đang bận ấy. Là bánh hình Bufo. Không, là thật đấy. Bufo, mau nói gì đi. Cậu vừa nói Bufo đang bận gì cơ mà. Mình ăn thử là biết ngay. Thấy chưa? Bánh chứ là gì? Bufo ơi! Tới đây! Thế còn cái bánh kia là sao? Là bất ngờ nhỏ của mẹ. Để con nhận ra việc mình đã gian lận đấy. Con sai rồi à? Có chuyện gì vậy? Bể bơi đông đúc. Bufo có vẻ đang rất khó chịu vì không được vui chơi ở bể bơi tự do theo ý của mình. Các chú có thể vào bể bơi được không ạ? Này, đây là bể bơi công cộng đây. Các chú cho cháu ra đằng kia với ạ. Một, hai, ba. Quan đã, có phải bể bơi của riêng cậu đâu? Bufo ơi, làm như vậy là ảnh hưởng đến không gian vui chơi chung của mọi người đó nha. Yeah!
ai cũng phải mua vé, nên cháu không được chiếm chỗ riêng trong bể bơi công cộng này. Cháu xin lỗi ạ. Chà, hôm nay các bạn nhỏ chơi trò gì vậy? Xin chào. Bốn căn phòng nguyên tố. Mọi người ơi, chúng ta cùng chơi với nhau đi. Nhất trí. Lucy ơi, có vẻ như phòng nguyên tố lửa không phải là sự lựa chọn phù hợp rồi. Không ổn đâu. Phòng nguyên tố nước cũng nguy hiểm quá. Không phải thế. Như vậy đó. Tới đây đi à. Ta-da. Liệu nguyên tố đất có mang đến sự hài lòng cho Lucy không? Đừng đi mà. Cùng xem nguyên tố khí sẽ đem tới điều gì đây. Thì làm sao các bạn nhỏ có thể cùng vui đùa với nhau bây giờ? Mỗi căn phòng đều có mặt lợi và hại khác nhau. Nếu chúng ta biết kết hợp để vui chơi thì sẽ rất thú vị đấy. Các cậu ơi. Trông kìa, nhờ sự sáng tạo mà các bạn nhỏ đã cùng nhau chơi rất vui vẻ. Tạm biệt. Hành xử văn minh khi chơi cầu trượt. Phải xếp hàng chờ đến lượt chứ. Chúng ta xin lỗi. Ôi là trời, bản đồ làm bẩn cầu trượt rồi kìa. Lên chơi cầu trượt, cậu phải tháo giày ra chứ. Nhìn xem, bẩn quần tớ rồi đây này. Tớ xin lỗi.
Các bạn thấy hành động vừa rồi của Buffo là đúng hay sai? Chỉ là bó kẹo nổ tí thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu. Trời, Buffo còn không nhận lỗi cờ. Nhưng mà cùng xem Cát và Buffo có cách gì để Buffo hiểu ra nào. Ôi không! Let go go! Thấy không? Nếu câu trượt toàn bát kẹo cao su thì sao chúng ta chơi được nữa? Xin lỗi các cậu, đã hiểu rồi. Hãy hành xử văn minh khi chơi cầu trượt nha. Máy điều khiển suy nghĩ. Nó có thể điều khiển cảm xúc của tất cả mọi người luôn. Này, đây đó. Buffo, Buffo ơi. Chơi bóng với bọn tớ đi, Buffo. Các bạn nhỏ tập luyện thể thao lại còn đúng môn đá bóng yêu thích. Thật tuyệt vời, vừa khỏe người mà vẫn siêu vui đó nha. Buffo chơi đá bóng giỏi quá, không ai qua mặt được cậu ấy luôn kìa. Buffo có vẻ chẳng vui chút nào. Buffo, làm như vậy là chơi ăn gian đấy, không tốt đâu nha. Giấu nữa. Cậu đã dùng máy gì đấy đúng không hả? Ôi không, điều này sẽ gây ra nguy hiểm gì đây? Cậu có thấy bảo bối của tớ ở đâu không? Cứ thế này thì gây to rồi, Buffo ơi. Ừ.
lỗi vì đã chơi gian lận với các cậu. Khi cậu nhặt được đồ đánh rơi của người khác, hãy nhớ không được sử dụng nó, rồi tìm cách trả lại cho chủ nhân của nó đấy nha. Các bạn nhỏ đã hiểu lời dặn dò của bạn Alien chưa nào? Ôi không, đứng lại. Du lịch giàu với du lịch nghèo. Chuyến du lịch của gia đình Gufu sẽ có những điều gì thú vị? Cùng khám phá nào. Xem này. Làm ơn giúp tôi với. Cháu nghĩ chắc là bác bị say nắng. Bác cố gắng một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi ạ. Cảm ơn cháu. Ôi, vì mẹ sói quên đóng cốp xe nên đã tạo cơ hội tốt cho tên trộm. Chống kia. Dừng lại. Đứng lại. Máy báo cảnh sát trâu xuất hiện, kịp thời ngăn cản hành vi xấu của tên trộm. Wow, đẹp quá. Ôi không. Em ơi. Chuyến du lịch này sóng gió thật đấy. Gufu, nhà cậu cũng nghỉ dưỡng ở đây à? Không, bọn tớ đang bị mất ví nên nhà tớ không đủ tiền để ở đây. Tạm biệt. Và thế là gia đình Gufu phải ở tạm tại một khách sạn bình dân. Ôi, đồ ăn mà mẹ sói đã chuẩn bị cũng hỏng hết cả rồi. Con trai, chúng ta cùng ăn chung được không? Đồng ý. Cảm ơn anh. Tôi lục soát trong người tôi trộm thì thấy nó. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bác ạ. Hãy luôn quan tâm, giúp đỡ người khác nha các bạn nhỏ ơi. Chuyện gì thế này? Chiếc xe quý giá. Đợi em với. Chiếc xe mới của anh em sói trông ngầu quá đi. Em muốn chơi trước cơ. Ôi không không không. Em chơi kiểu gì đấy? Anh sẽ không cho em chơi nữa đâu. Không, đừng mà anh. Hai anh em chẳng nhường nhịn nhau chút nào cả. Gufu vì quá mê xe mà chẳng để ý đến Lucy nữa. Hmm?
em sẽ lấy xe khi anh ngủ say. Em xin lỗi vì đã làm hỏng xe. Giờ thì cho em chơi cùng đi. Nhanh nào anh, đi mà. Dù Lucy đã làm đủ mọi cách mà Vũ Phù vẫn chưa hết giận sao? Ôi, sao lại hết pin lúc này? Mình đã ở xa nhà quá rồi. Lucy ơi, cứu anh với. Lucy đã xin lỗi rồi, thì mình đã cho em chơi cùng. Hòa thuận vui chơi với nhau vẫn là tuyệt nhất. Hai anh em mình cùng chơi nhé. Ôi, anh em nhà Vicky không ai chịu nhường ai. Anh em như thể chân tay. Nước ép của em chứ. Mẹ bảo uống chung mà. Có thế mà anh em cộng cùng cãi nhau. Cậu với Lucy cũng cãi nhau suốt mà. Vũ Phù bị bạn bóc mẽ rồi. Vậy cậu có dám thi không? Đội nào mà làm rơi áo xuống trước sẽ thua. Chơi đi em. Đội Vũ Phù sẽ thua cho mà xem. Chà, nếu cứ tranh giành như Piggy nghĩ thì đội Vũ Phù có thể sẽ thua thật đó. Vâng ạ. Vào bếp lấy thêm nước đi. Các bạn sẽ cổ vũ cho đội nào thế? Em cầm chắc nhé. Wow, quả là màn phối hợp đầy ăn ý. Còn đội của Piggy đối lập hoàn toàn. Cứ thế này thì làm sao mà thắng được cơ chứ? Chịu thua đi. Không đôi nào. Chúng mình chịu khó chút vậy. Dịch ra tí đi. Không. Ha, đội tớ thắng. Nhờ nhường nhịn. Phải biết cách phối hợp cùng nhau đấy. Từ giờ anh em mình hòa thuận với nhau nhé. Vậy còn các bạn thì sao nhỉ? Vũ Phù hay Lucy sẽ là người chiến thắng cuộc đua này đây? Lucy, nó vẫn chưa kết thúc đâu. Các con chơi trò này đi. Vâng ạ. Ba, hai, một, bắt đầu.
Nhận lấy này, Lucy. Lucy sẽ làm gì với chiếc súng thời gian của quốc phu nhỉ? Anh chơi tệ ghê, em sẽ thắng cho mà xem. Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu con à. Anh quốc phu chẳng làm gì được nữa, bố ạ. Lucy đã quá kiêu ngạo rồi. Đằng nào mình cũng thắng rồi. Cứ từ từ tận hưởng trò chơi này thôi. Ôi đừng mà. Cha, để xem Gúc Phu sẽ lật ngược tình thế ra sao nào. Xin chào. Tuyệt vời, mình vô địch rồi. Lucy à, con không nên coi thường người khác như vậy nữa nhé. Con nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Các em nhỏ cũng hãy nhớ lời dặn của bố sói đấy. Cậu là người bạn tốt. Ôi, một con nhện khổng lồ xuất hiện. Bando, cẩn thận đấy. Lồ quá. Tăng cậu. Cảm ơn cậu. Wow, tình bạn của Gúp Phu và Bando ngày càng khăng khít. Bando, giúp tớ với. Bando. Không phải. Ôi không, Vũ Phu và Bando sẽ gặp nguy hiểm mất. Cùng đưa tớ đi, tớ mạnh hơn Bando nhiều. Được. Gúp Phu. Đợi tớ với. Trời, Gúp Phu làm vậy không đúng chút nào. Trông kìa, năng lượng của Gúp Phu sắp cạn kiệt rồi. Mình sẽ cố gắng đánh bại dòng lửa và sau đó đi tìm Bando. Gúp Phu, chạy đi. Wow, Bando quả là một người bạn tốt. Cái ôm tình bạn đã sạc đầy năng lượng cho hai bạn ấy. Và cuối cùng,
Nhờ có sự đông lạnh, giống lửa đã bị tiêu diệt. Ôi trời, đôi môi quyến rũ. Casper, em đừng có làm ồn nữa. Cát nghĩ ra ý tưởng gì đấy nhỉ? Giờ thì để xem em hét thế nào được đây. Ôi, trong đôi môi của Casper kìa. Cát ơi. Ôi không, phải làm gì với môi của Casper bây giờ? Chị cứ cấm em làm cái này đến cái kia. Em không muốn chơi cùng chị nữa. Casper thật sự giận rồi. Các bạn không nên làm theo hành động của Cát đâu nha. Để chị giúp môi em bớt sưng nhé. Hiểu cách này có hiệu quả không? Dù môi chưa lành lại, nhưng ta có thể thấy Casper vẫn luôn yêu chị Cát như vậy đó. Và có một chị Cát rất quan tâm em trai nữa. Đương nhiên rồi, em là em trai yêu của chị mà. Tại chị nên môi em mới như thế. Chị xin lỗi nhé. Chia sẻ là quan tâm. Trò chơi mới của bố đây. Chà, chúng ta cùng xem trò chơi mới của tiến sĩ mèo là gì đây. Đó là thanh năng lượng của cháu. Nó sẽ giảm dần khi cả hai về đích. Năng lượng sẽ giảm nhanh hơn khi hai con sử dụng kỹ năng đặc biệt. Trời, lũ quái vật đông và hung dữ quá đi. Của Cúc Phu chỉ còn hai vạch thôi. Cứu bố, tôi đang sắp hết năng lượng rồi. Hai con có thể chạm tay vào nhau để chia sẻ năng lượng. Wow, thật là kỳ diệu. Khẩn trương nào hai con. No!
Chia sẻ cho tớ thêm chút nữa được không? Trời ạ, à, Goofy đang lấy gần hết năng lượng của Cat rồi. Cứu tớ. Hai con đang hết thời gian đấy. Nhanh lên nào. Goofy sẽ làm gì bây giờ? Giỏi lắm hai con. Hãy nhớ rằng ta có thể làm mọi thứ nếu đoàn kết. Bánh vàng hay bánh hồng? Anh em mình nên tặng gì cho mẹ giờ? Cùng làm bánh sinh nhật tặng mẹ đi anh. Đồng ý. Nên làm bánh màu gì đây Lucy? Hồng à. Không, vàng đẹp hơn nhiều. Ái chà, Goofy cho rằng mẹ thích màu vàng hơn. Mẹ thích màu hồng lắm ạ. Và thế là hai anh em nhà sói không ai chịu nhường ai. Được thôi, vậy ai làm bánh người ấy? Để xem mẹ thích cái nào hơn nhá, Lucy. Các bạn có ngóng chờ thành quả của Goofy và Lucy không nào? Ôi, Lucy vẫn chưa làm xong bánh. Lucy, em có thể xem bánh của anh. Anh cũng có thể xem bánh của em. Mình xem giúp em ấy. Wow, Goofy quả là một người anh tốt bụng. Wow, bánh sinh nhật vàng của anh Goofy đẹp thế. Mình sẽ thua mất. Ôi trời, làm vậy là không đúng đâu Lucy ơi. Hai con, có gì vui thế? Chúng con đang thi làm bánh sinh nhật tặng mẹ ạ. Wow, bánh sinh nhật Lucy làm đẹp quá. Lucy. Goofy, em xin lỗi, em đã phá hỏng bánh của anh. Tôi không sao. Anh sẽ làm cái bánh khác vậy. Tại sao không kết hợp cả hai màu nhỉ? Vâng ạ. Ý tưởng của bố rất hay. Chắc hẳn mẹ sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Wow, đẹp quá đi. Cảm ơn hai con nhé. Wow. Vui chơi cùng nhau. Goofy và Lucy tranh giành điều khiển khiến nó bị hỏng mất rồi. Mẹ có cách gì để hai anh em biết nhường nhịn nhau không nhỉ? Đây chính là hình phạt của hai con. Mẹ ơi, con không thích nó đâu. Goofy, đi đá bóng với tớ đi.
Ôi trời, hình phạt này khiến hai anh em không thể tách rời. Tớ không chơi đâu. Hai con, vào ăn trưa thôi nào. Nếu hai con không thay đổi cách làm thì không lấy được đồ ăn đâu. Bây giờ chúng ta cần phải phối hợp với nhau. Em trước. Wow, cách của mẹ đã giúp hai anh em đoàn kết với nhau hơn. Chúng mình ra ngoài chơi đi Lucy. Đồng ý. Kem đây. Chà, trên đường đến khu vui chơi ai cũng trầm trồ nhìn hai anh em. Trời ơi, Quốc Phù đã vô tình làm hỏng lâu đài cát của Lucy. Điều này khiến em ấy vô cùng tức giận. Ôi không, đàn ong đang tới gần. Quốc Phù và Lucy phải làm sao bây giờ? Đừng sợ mà Lucy, có anh ở đây rồi. Đi thôi. Hano, nhờ cùng nhau trốn vào lớp áo mà hai anh em đã thoát khỏi nguy hiểm. Đoàn kết thật vui, cũng không các bạn ăn. Phòng của anh, phòng của em. Con ra chơi với anh đi. Này, em cẩn thận đây. Anh đừng có lo. Đây là giường của anh. Em về chơi trên giường của em đi. Lucy, con đang ở đâu thế? Nặng con này. Con cảm ơn mẹ. Cho anh mượn một chút. Đây là xe của em. Anh về chơi trên giường mới của anh nhé. Ồ, Lucy cấm Quốc Phù vào phòng mình chơi sao? Và Quốc Phù cũng không chịu thua Lucy chút nào. Chà, Lucy đã bắt đầu cảm thấy chán khi chơi một mình. Và Lucy nghĩ nếu chơi cùng Quốc Phù thì sẽ vui hơn biết bao. Hay lắm, anh ấy chả cần mình nữa. Ôi, Quốc Phù cũng nghĩ giá như Lucy đang ở đây. Lucy yêu cái xe đó hơn mình rồi. Không, xe của mình. Có vẻ như Lucy đang gặp rắc rối. Hả?
sửa nó được không? Tất nhiên rồi. Đợi đã, anh có thể chơi cùng em mà. Cảm ơn em. Chúng ta cùng chơi trên giường của anh nhé. Hoan hô, hai anh em nhà sói làm lành với nhau rồi này. Chơi cùng nhau vẫn vui hơn, đúng không nào? Của ai người nấy dùng. Đấu này ai mới là người giành chiến thắng? Chà, chiếc ghế này sẽ thuộc về ai đây? Mẹ ơi! Ôi, Vũ Phù mắc bẫy của Lucy mất rồi. Là cột đo chiều cao hình ngưu cao cổ đây mà. Hai đứa cao đúng như nhau này. Nhìn kia, Jenny và Pandora đều cao bằng nhau. Pandora cao hơn mà. Đừng dán nữa Pandora. Tớ sẽ khiến Jenny lớn nhanh hơn em họ cậu. Được thôi, để tớ xem. Lên.
Làm thế nào để em bé cao hơn bây giờ nhỉ? À, Pando nghĩ chỉ cần cho Pandora ăn thật nhiều thì em ấy sẽ cao hơn ngay lập tức. Ồ, còn Búp Phù thì nghĩ tập thể dục sẽ khiến Jenny lớn nhanh hơn. Dừng lại, đừng làm thế. Chào ơi, dừng lại. Tại sao làm thế? Ôi, máy chạy bộ có thể làm Jenny bị thương mất. Nhưng chúng ta vẫn có thể cho các em ăn đồ ăn bổ dưỡng phải không ạ? Bà Pandora thì chưa có răng để nhai đồ ăn rồi. Vậy làm thế nào để em bé cao hơn đây ạ? Các em bé cần ngủ, ăn bột và uống sữa nhé. Bà con hiểu rồi ạ. Em sẽ cao lên nhanh thôi. Búp Phù tìm cách đi vệ sinh. Lucy lại đang trong nhà vệ sinh rồi. Cát nghĩ nên dùng chiếc bô. Tớ cũng chẳng biết nó ở đâu nữa. Rất lâu rồi tớ không dùng nó mà. Chà, Cát và Pando định làm gì vậy nhỉ? Thì ra hai bạn đang đi tìm bô cho Búp Phù, nhưng không thấy ở đâu cả. Đây rồi. Ôi, Cát định bảo Búp Phù đi vệ sinh vào trong sân ư? Không được. Liệu rằng Pando có cách gì để giúp Búp Phù không nhỉ? Đưa nó cho mẹ nào. Mẹ đi ra ngoài bây giờ. Trời ơi, Búp Phù sắp không chịu được nữa rồi. Các bạn nhỏ phải làm thế nào đây? Ồ, Búp Phù định đi vệ sinh vào lùm cây ư? Nhưng cách này cũng không được rồi. Con đang làm gì vậy? Con muốn đi vệ sinh lắm rồi mẹ ạ. Come on. Wow, mẹ tìm thấy chiếc bô của Búp Phù rồi này. Hả? Các con phải đi vệ sinh đúng chỗ, vào nhà vệ sinh hoặc vào bô, đừng đi vệ sinh bừa bãi. Vâng ạ. Vâng ạ.
còn một điều nữa, các con nhớ không được nhịn đi vệ sinh quá lâu nhé.